Now, I repeat again. Today the topic is goodbye to ignorance. Chúng ta phải chia tay vô minh. And we know, until now, until this stage, we know the ignorance constituted by two factors. Number one, not knowing the truth. The truth, everything is suffering because it's impermanent. Everything's impermanent, arising and falling, coming and going, appear and disappear. And if you clinging to any things, you are subject yourself to the suffering because nothing's permanent. Bởi vì các vật đều sanh diệt, đến rồi đi. Con người cũng vậy, sanh rồi chết. Nhưng mà chúng ta có cái tà kiến, chúng ta nghĩ rằng nó là quý giá, nó là của ta, nó là vĩnh viễn. Cho nên khi nó chết, chúng ta buồn phiền. Cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con cái của cải mất. Còn rồi cứ đau khổ mà quên được, quên một điều là nó là vô thường. Nó phải như vậy thôi, nó phải đến rồi nó đi, nó phải sống rồi nó chết. Nó là như vậy, quy luật nó là như vậy, không ai sống ngoài. Nobody survive forever, but we keep clinging to the view that my father, my husband, my wife, my children, my house. Chúng ta cứ bám chắc vào một cái thành kiến, một cái tà kiến là đây là cha, đây là thân tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là con tôi. Tức là cái đó nó thường, mà nếu nó thay đổi, nó chết, nó mất, ta đau khổ. That's constitutes ignorance. Và cái đó gọi là vô minh. Tại vì sự thật chẳng có cái gì tồn tại hết. Không có một cái gì tồn tại. Núi cũng không tồn tại, người cũng không tồn tại. Nobody survive forever. Everybody die. Mọi người đều chết. Nhưng mà nói rằng thân này của ta thì khi sắp chết nó buồn, nó mất hết. Thành thử ra tiếp tục nó quay trở lại đây, nó tái sinh. It's very simple. So the very simple fact is you not knowing the truth. The truth is always suffering. The truth is not pleasant. Sự thật là nó đau khổ. Sự thật nó không có cái gì vui hết. Nhưng mà chúng ta cứ chấp cứng ngắc à. Hãy có cái tình cảm cha con, mẹ con, vợ chồng là nói hạnh phúc quá. Nhưng mà đâu có biết đằng sau hạnh phúc đấy chỉ là những sự đau khổ đầy nước mắt. The second is denying the truth. You know the truth, but by recalcitrance, you don't accept it. You form the wrong view, clinging to the wrong view. Bởi vì không vô minh tức là có cái tà kiến, không chấp nhận sự thật. Mặc dù biết nó là sự thật nhưng vẫn chối bỏ sự thật. And why it happened? Tại sao những cái này nó xuất hiện? Tại sao tà kiến xuất hiện? Tại sao mình ngu, mình không biết sự thật? Tại sao mình chối bỏ sự thật? Và tại vì từ nhỏ tới lớn, từ trong vô lượng kiếp và từ nhỏ tới lớn, mình được bị che lấp bởi các cảm giác dục lạc. Những cảm giác dục lạc này nó che mờ hết mắt tai mũi lưỡi. All the sensual feeling, sensual desire cover all the everything our eyes, our ears, our nose, so that we don't recognize the truth. Bởi vì nó bao phủ hết, nó che lấp rồi, cho nên chúng ta không thể nào thấy được cái sự thật. Những cảm giác dục lạc, mắt gì đều có cảm giác, tai nghe có cảm giác, khen chê đều có cảm giác. Khen thì thích, chê thì buồn, mà buồn hay thích tất cả đều là cảm giác dục lạc. Mình ưa thích nghe, mình muốn nghe nữa, mà mình không thích nghe thì mình tránh né, rồi mình tìm cách mình tẩy chay. Thì đó là hai cái trạng thái kéo vào hoặc đẩy ra của con người khi có phản ứng với cái nguồn từ bên ngoài vào. Ví dụ ai khen mình muốn gặp người ta nữa để cho người ta khen mình muốn nghe nữa, nó phát sinh ra cái tham. Và nếu như người ta chê mình tức, mình không muốn nghe nữa, đó là sân. Rồi mình tìm cách mình né tránh, hoặc là mình gác bỏ qua bên, không muốn gặp con người đó nữa để nó không có chê mình nữa. Hoặc là mình tìm cách mình chữa, mình nói tôi tốt mà nó xấu, nó chê tôi. Thực sự là bản chất của mình xấu, mình không biết chấp nhận. Đấy. Cho nên á, tham sân là đều do cái cảm giác dục lạc này nó sinh ra. Mà tại sao mình đã bị nó biến đủ dữ như vậy? Tại vì trong vô lượng kiếp chúng ta đã ưa thích dục lạc, cho nên chúng ta mới coi quay lại cái cõi dục lạc, ái dục, cho nên mới quay trở lại cõi dục này, dục giới này. Cõi này là cõi dục giới này, cõi bằng cảm thọ, bằng cảm giác này, nóng lạnh, buồn vui, thương ghét. Cõi này gọi là cõi dục giới.
Có ba cõi là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi này là cõi dục giới. Và cõi này nó được thành tựu bởi cảm giác dục lạc. Cho nên tiếp tục quay trở lại đây. Because you like it, you subject yourself to the sensual feeling. You return as inclusive of the sexual feeling. Và nó tính luôn kể cả cảm giác dục dục nữa, giữa nam nữ. À vì mình không biết cho nên nó ăn sâu ăn trong tâm khảm của mình. Và vì nó ăn sâu trong tâm khảm của mình cho nên mình tiếp tục hành xử theo cái cảm giác dục lạc. We continue to act and repeat our action in responding to the sensual feeling. Bởi vì chúng ta không hiểu, không có trí tuệ, cho nên chúng ta tạo nên cái nghiệp bằng cách là phản ứng, trả lời và theo đuổi cái cảm giác dục lạc. Chúng ta tiếp tục theo đuổi cảm giác dục lạc vì nó tạo cho ta hoặc là thương hoặc là ghét. Thương thì tham, ghét thì sân. Cả hai cái này đều tạo cho mình cái ảo giác, cái đó gọi là nghiệp. Và tiếp tục nó lôi mình trở vào, tại vì mình ưa thích dục lạc. Chứ dục lạc đây là cái cảm giác cảm thọ. Thương cũng là một loại dục lạc, ghét cũng là một loại dục lạc. Tại sao mình có cái cảm giác dục lạc này? Tại vì mình còn mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân, còn ý. Ăn một miếng ăn ngon thì cảm giác dục lạc nảy sinh liền, ưa thích muốn ăn nữa, là tham. Ăn một miếng ăn dở lập tức nổi sân, không muốn ăn nữa, muốn tránh né nó, thì đó cũng là cảm giác dục lạc. Mà cảm giác dục lạc này nó gọi là tiêu cực và tích cực, nó hai mặt đồng tiền thôi chứ nó không có gì khác hết. Positive and negative feeling, positive and negative sensual feeling, subject yourself to the karma and you create the karma yourself. Và vì các bạn đam mê trong những cái đấy cho nên các bạn tiếp tục làm hành xử, không làm chủ được cái cảm giác dục lạc, và các bạn hành xử trở thành ra đầy tớ của nghiệp. Mình tạo ra nghiệp chứ không ai. Mình ưa thích hay mình không ưa thích cũng là tạo nghiệp. Khi mình ưa thích thì mình muốn nữa, khi mình muốn nữa thì mình cố gắng tạo bằng cách này cách kia, muốn thêm, muốn nhiều, và đó phát triển cái tính tham. Và khi mình không thích thì mình cố gắng tránh né, đẩy tẩy chay, cái đó tạo nên cái sân. Tham sân, sân tham cứ liên tục như vậy tạo nên nghiệp. Và chính mình tạo nên cái tham sân này chẳng có cái gì, cái tham sân ở đâu mà ra hết đó. The greed and anger is postulated and created by yourself, cultivated by yourself through the daily activity. Because you keep doing it, you enjoy doing it. Các bạn thưởng thức cái cảm giác dục là các bạn thích nó, thương ghét, tham sân, rồi các bạn tạo ra nó, đẻ ra nó, rồi các bạn nuôi nó, rồi các bạn làm đầy tớ cho nó. Thì những cảm giác dục lạc thôi. Just a sensual feeling, nothing else. It's not the real thing, it's not material thing. Nó không phải là những cái thứ mà vật chất như vàng bạc. Nó chỉ là những cảm giác sướng quá, nhìn cái sướng quá, tắm cái sướng quá, đói bụng nhưng mà tắm cái khỏe quá. Sư ơi, con mới tắm không khỏe quá, tắm làm sao khỏe được? Bụng đói meo mà sao tắm khỏe được? You have an empty stomach, you go to the bathroom, you say, after the taking the bath, you say, Master, I feel stronger, I feel healthier, I feel happier. Rubbish. It's untrue. Khi các bạn đang đói, các bạn mệt, các bạn đi vào trong phòng tắm, tắm xong rồi ra nói, sư ơi, bây giờ con thấy con khỏe rồi. Tào lao vừa vừa thôi chứ, vô minh vừa vừa thôi chứ. Cái bụng nó đói mà làm sao nó khỏe được? Mà tắm rồi cảm giác là thấy nó khỏe, là cảm giác đó chính là cảm giác dục lạc. Nó đánh lừa mình. Hoàn hoàn từ nhỏ tới lớn, từ vô lượng kiếp mình bị đánh lừa, cho nên mình tiếp tục sanh ở đây. Tại vì mình ưa thích cái cảm giác dục lạc.
cái thứ đó nó nhồi cho tới khi chết, nó ưa thích cái dục lạc cho nên nó tiếp tục quay cõi dục giới. Phật nói rất rõ, ái dục quay lại cõi dục giới. When you love sensual feeling, you subject yourself to sensual feeling, and you attach to sensual feeling, you clinging to sensual feeling, you come back to this world, world of the desire. Phật nói rất rõ, khi các bạn ưa thích cảm giác dục lạc, dẫu là chối bỏ, tích cực hay tiêu cực, tham hay sân, các bạn đều quay trở lại cõi dục giới này, tại vì chỉ có cõi dục giới này mới có cảm giác đó, cõi khác không có. Và vì các bạn hằng ngày trong từng sát na đều nhận những cảm giác dục lạc nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân ý, mắt nhìn thấy ánh sáng, tối sáng, rồi mũi ngửi mùi, tai nghe liên tục như vậy, tiếng chim, tiếng gió, có lúc các bạn vui, có lúc các bạn vui buồn, tất cả những cảm giác ấy đều là cảm giác dục lạc, nó không có thật. Nhưng trong các bạn sướng lắm, nghe tiếng chim hót sướng quá, sướng có thiệt không? Không. Nắm được không? Không. Nhưng mà cứ nói rằng tôi sướng lắm, quên một điều, khi nói tới tôi sướng lắm là có cái chữ tôi, là lập tức cái ngã phát sinh, cái ngã phát sinh tiếp tục tái sinh trở lại, tại vì ái ngã. When you feel something, sensual feeling, and you subject yourself to that feeling, and you enjoy it, you say, I love that feeling. I love to hear the song. I love to hear the bird singing. And immediately you start the I. Big I, and that big I is self. Self, in the self. So you actually not knowing the truth because you establish a fake identity of yourself. You think you exist, you are something, but you are not. Bởi vì những cái cảm giác dục lạc này nó tạo thành nghiệp, thành thói quen mà các bạn không nhận biết được về giá trị của mình. Sự hiện hữu của mình là vô thường, sự hiện hữu của mình chỉ là tứ đại ngũ uẩn, mà mình cứ nghĩ là mình có thật, tôi có đây, cho nên tôi buồn, tôi vui, tôi có cha, có mẹ, tôi mất, tôi còn, tôi thương, tôi ghét. Và tất cả những cái tôi ấy đều thành lập một cái ảo giác về ngã. Thực sự ra nó chỉ là cảm giác về dục lạc. Everything constitutes here just about the sensual feeling. You are by ignorance subject yourself to sensual feeling, and you create a fake identity of yourself, and you believe in that identity. You say, I am, I am, I am, I have. When you say I am, another day you feel old, you feel nearly die, you say I lose everything. Did you lose everything? I lost everything. I feel unhappy because I lost everything. Một ngày nào đó gần chết, các bạn sẽ nói, ủa, cái tôi sao nó mất hết rồi. Bây giờ sư hỏi quý vị, có cái gì thuộc về quý vị không? When you come to this world, what do you have? Khi các bạn đến cái thế giới này, các bạn có mang cái gì không? Mà tại sao khi chết lại nói tôi mất hết tất cả? Như vậy đúng là vô minh. Khi đến đây, cái tinh trùng và cái trứng của cha mẹ nó như cái hạt xương, rồi cái thương ấm nó nhào vô, nó bằng chút xíu như cái hạt xương, Phật nói như giọt nước. 9 tháng 10 ngày nó được khoảng 3 kg, đẻ ra có 3 kg, bữa nay 80 kg, 70 kg, vậy thì 7 mấy kg ở đâu, 60 kg ở đâu ra? Is it yours body? Đó là cái thân của quý vị phải không? No, you just borrow it. Các bạn chỉ vay mượn để sống. But you, because you subject yourself to sensual feeling, bởi vì các bạn cứ bị dục là cảm giác dục lạc nó làm chủ, nó sai sử nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, cho nên các bạn tạo nghiệp để rồi che lấp kẻ thù giấu mặt của các bạn là tham sân si, nó nằm ở trong cái cảm giác dục lạc. Các bạn tạo ra nghiệp, tạo ra tham, tạo ra sân, tạo ra si. You yourself, you are the master who create greed, anger and delusion, nobody else. And you like that sensual feeling, therefore you keep creating the desire. You create
the hidden enemies. Nobody else. Chính các bạn đã tạo ra kẻ thù giấu mặt, chẳng có ai tạo ra hết. Tham sân si chính là của bạn, nó là đứa con của bạn, bạn đẻ nó ra, bạn nuôi dưỡng nó lớn, rồi bạn thờ nó luôn. Nhưng mà cuối cùng bạn thờ nó thờ cái gì? Thờ cảm giác dục lạc. Tại vì nguyên nhân chính của tham sân si là cảm giác dục lạc. Cái duyên, cái gốc rễ của tham sân si là cảm giác dục lạc. Thích nghe hay là không thích nghe, thích nhìn hay là không thích nhìn, toàn là cảm giác. Con nhìn sao con sướng quá sư ơi, con nhìn Phật sao con sướng quá, cái tâm của con nó được thanh thản. Tới dính tới cái tâm mình thanh thản, tại vì mình vô minh hàng ngày, mình đều bị bao phủ bởi những cảm giác rụt rụt lạc mà mình không có biết. Every day we act in the delusion. We don't know the truth of the sensual feeling. Sensual feeling is nothing. It's just the sensation. You know, contact between the five, six external environment and six internal sensual sense organ. It's nothing. But because we don't know, we create something by illusion. We create something and we believe they are them, our master. Chúng ta, bởi vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta cứ chạy theo những cảm giác dục lạc. Chúng ta tạo nên nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác cũng ở trong này. Để rồi ấy, chúng ta trong cái nghiệp đó nó có tham, có sân, có si. Và chúng ta tạo nên những kẻ thù giấu mặt, xây dựng cái tham sân si đó. Và có cái ảo giác về sự hiện hữu của mình là có tôi đây. I am, tôi là. I have, tôi có. Hãy có tôi thì lập tức có sanh tử luân hồi, tại vì nó có dục lạc để thọ nhận cái sự dục lạc, the feeling. As soon as you subject yourself to the sensual feeling, you are laboring under the desire. It's called the bad desire. Các bạn có cái ảo giác về ngã, có ảo giác về dục lạc, ưa thích về dục lạc, tạo nên tham sân si, rồi bị tham sân si kiểm soát, thì các bạn sẽ rớt vào trong cái ái dục. Cái ái dục đó, bây giờ chúng ta sẽ học hỏi xem ái dục nó là cái gì. What is it? Bad desire, wanting something. What is it? It's form, feeling, perception, mental formation, cognitive resonance or subconsciousness. Nó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, nó chẳng là cái gì hết, nó rỗng tuếch. Lâm quẩn là rỗng, nhưng mà mình toàn là những cảm giác, toàn là những cảm giác. Every feelings constituted the karma directing yourself to believe in something which not existent. Các cái cảm giác dục lạc ấy nó làm cho các bạn hành xử tin tưởng, và cái đó tạo nên nghiệp. Và cái nghiệp đó là nghiệp sai, nghiệp bất thiện, cho nên tạo ảo giác về sự hiện hữu của cái ngã, nói rằng cái ngã là có thật. Tôi là tôi có, cho nên khi tôi mất tôi buồn, khi tôi không là tôi buồn. Tin rằng ảo giác, sensual feeling mà, cảm giác dục lạc, tin rằng tôi là, bây giờ tôi không là nữa thì tôi buồn. Có nhiều người á nhảy lầu tự tử hay là sợ giết chóc nhau cũng chỉ vì cái muốn chứng minh là tôi là cường quốc trên thế giới, tôi phải đem bom đi ném nước này nước kia. Rồi ném ngoài mà nó không có đầu hàng á thì đâm ra buồn, rồi rút quân, rút quân sao cũng rút quân, đâu có quánh hoài được, tiền đâu đánh hoài, cũng phải tuyên bố rút quân. Mà mỗi một lần ném bom chết cả hàng trăm ngàn phụ nữ. Ta là
kẻ chiến thắng, ta là cường quốc, ta là kẻ mạnh, tức là cái ngã thôi. Cho tới khi ta không là thì trễ rồi, đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp. Cũng như nó tôi có, tức là sự hiện hữu của cái ngã, có tôi, có cái vật đó. Mà nếu bây giờ phát hiện ra được tôi không có, thực sự ra ta là ngũ uẩn thôi, sắc thọ tưởng hành thức, tứ đại đất nước vô lượng có thiệt đâu. Nhưng mà nói rằng ta có là tại vì tà kiến, thế này, wrong view, clinging to the wrong view. Therefore, when you knowing the truth, you know all the sensual feeling dictate your belief, your behavior, your understanding of the form, feeling, perception, mental formation, cognitive resonance, or subconsciousness. As soon as you know clearly, there's no ignorant at all. Khi các bạn đã hiểu được cảm giác dục lạc tạo ra nghiệp và làm cho các bạn nhận xét ảo giác về ngã, tạo nên tà kiến, và trong cái năm cái uẩn này nó không có ảnh hưởng gì được các bạn, thì các bạn hết vô minh. Say goodbye to the ignorant, because now I know. Sensational feeling, sensual feeling, the enemy. Và chúng ta tập trung vào ngay cái trọng điểm, chúng ta biết tất cả chỉ là cảm giác dục lạc làm cho chúng ta mê mờ, không biết kẻ thù giấu mặt do chính ta tạo. Chúng ta đẻ nó ra rồi để cho chúng ta làm đầy tớ cho nó, và chúng ta làm thực sự năm quẩn này nó không có thật. Cảm giác là gì? Buồn, vui, thương, ghét, có nắm được không? Có tồn tại không? Can you catch the feeling? Can you touch the feeling? Can you keep the same feeling? No way. It's impermanent. Các bạn có thể nắm được cái cảm giác đó không? Nó còn sướng quá, nắm được cái sướng đâu đưa ra đây cho sư xem. Cái sướng nó có tồn tại không? Hay là sướng có một phút rồi sau đó nó lại đau khổ? Hết sướng tới buồn, hết buồn tới cứ khổ. Tức là chúng ta tiếp tục làm nô lệ cho cảm giác. We become slavery to our own sense of feeling. We are acting under the illusion. We believe that there's something, something good, and we want something which untrue, never exists. It's just a sense of feeling. Chúng ta tin rằng có một cái gì đó tốt lắm, chúng ta muốn với tới, và cái đó làm cho chúng ta có cái cảm giác sung sướng. Ví dụ đang đói ăn một bữa ăn ngon, mà cái ăn ngon đó chúng ta sung sướng, nhưng mà cái sướng đó nó có bằng không? Ăn hết miệng rồi thôi chứ, rồi chiều nó lại đói chứ. Tức là chúng ta hàng ngày đều tạo nên nghiệp qua những sự hành xử, xúc cảm và chấp nhận cảm giác dục lạc một cách vô tội vạ. Cái này mới là cái ngu này. Để cho cảm giác dục lạc sai khiến, để phải tái sinh, đó là cái ngu nhất. Ông thực tế nào bắt quý vị tái sinh hết á? There's no God to impose for you, impose on you a sanctuary. It's you to do it, you to determine it. Chẳng có thực tế nào bắt các bạn phải khổ hay sướng, mà chính các bạn tự mình làm cho mình khổ hay sướng. Khi các bạn làm đầy tớ cho cảm giác dục lạc, ưa thích hay ghét cũng là làm đầy tớ cho nó, thì lập tức các bạn tạo nghiệp và cứ như thế phát triển cái ngã, ảo giác về cái ngã. Ta, tôi, ta là, tôi có, và cuối cùng đau khổ và không biết rằng những cái thứ ngã là nó kết tụ bởi năm uẩn. The self here, the I, the identity of I or me, it's just a five aggregate. Cái sự hình thành của ngã là chỉ có năm uẩn thôi: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rỗng quách trong này không có một cái gì hết. Thế tại sao mình đau khổ? Why you suffer? Because he keep clinging to the sense of feeling.
wise. Cái cảm giác là tốt lắm, hạnh phúc lắm, sướng lắm. Nếu tôi có cái nhà lớn, có chiếc xe lớn, có chức quyền lớn, có tiền nhiều, tức là tạo nên cái ảo giác mình hả? Mà thực sự ra nó là trống rỗng, năm quả. When you are born in this world, what do you have? Khi các bạn mới sinh ra trên trái đất này, các bạn có cái gì? Các bạn có cái gì? Why now you suffer? You get upset because you lose something. Tại sao bây giờ các bạn lại quá buồn rầu vì các bạn mất đi những cái thứ các bạn ngay từ đầu các bạn đã không có? Cái lúc các bạn mới sinh ra các bạn đâu có nó đâu. Mà tại sao bây giờ các bạn lại buồn vì các bạn mất đi những cái thứ mà các bạn không có ngay từ khởi thủy? Very simple. Sensual feeling. Sư ơi, con cảm thấy sướng lắm nếu con có tiền nhiều. Sư ơi, con cảm thấy sướng lắm nếu con có chùa lớn. Sư ơi, con cảm thấy sướng lắm nếu con có người yêu đẹp, học giỏi, vân 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 vân. Lúc mình mới sinh ra mình có mấy thứ đó đâu. Và bây giờ mình mất đi một chút xíu, mẻ đi chút xíu thì mình lại buồn rầu khổ sở. Tức là mình quá ngu, bị dục lạc làm chủ. We are slavery to our own sensual feeling. We create the fake sensual feeling and we subject ourselves to the sensual feeling and they become our master. If you recognize it, it's very simple. Say goodbye to them. Nếu các bạn đã hiểu được như vậy, hãy chia tay với vô minh. Muốn chia tay với vô minh, chia tay với cảm giác dục lạc. Nó là thủ phạm. It is our enemy. Very simple. And how you say goodbye to the sensual feeling, những cái cảm giác sướng khổ nó đến ngoài, làm sao chúng ta chia tay nó đây? Only by meditation. Meditation. And from the top to the bottom, you feel sensation in your body. It's just a sense of feelings, nothing else. You have to recognize it, the whole body shaking, whole body vibrating every minute. Các bạn phải biết rằng cái thân các bạn là năng lượng, cho nên nó tiếp tục nó rung và nó hạnh phúc trong cái rung đó, nó thưởng thức. Và các bạn hằng ngày các bạn thưởng thức nó mà các bạn không biết qua mắt tai mũi, cho nên phải chỉ có một cách duy nhất là ngồi thiền để chi, để nhận biết rằng đó là cảm xúc, đó là cảm xúc dục lạc. Ngồi thiền thấy nó rung điểm này điểm này điểm này, nó rung rồi có chỗ khó chịu, có chỗ dễ chịu, trời nóng trời lạnh, đau rồi không đau, tất cả những cảm giác đó là cảm giác dục lạc. Các bạn phải làm việc siêng năng, phải ngồi thiền siêng năng để khám phá ra cảm giác dục lạc và hiểu nó, thì các bạn mới chia tay được vô minh. There's no other way, only one way. You have to face it, you have to deal with it. Các bạn không có cách nào khác hơn, các bạn phải đối diện với nó, phải xử lý nó một cách nghiêm khắc. Xử lý cái cảm giác dục lạc này, phải nhận biết nó và xử lý nó thôi, không có cách nào khác, không có thể chạy trốn được. Cho nên các bạn phải ngồi thiền với đi kinh hành để hiểu các cảm giác dục lạc nó xảy ra ở chỗ nào, hình tướng nó ra làm sao, lúc nào nó xảy ra, tướng trạng nó như thế nào, và các bạn tự hiểu. Nobody can teach you, even Buddha. Buddha only give you direction. That is the point. Now I am transmitting his message to you. I said, that is the point. That's your enemy, and it's up to you. If you want to deal with that, okay, you face it, you deal with that. If you don't, your choice. Đức Phật dạy cảm giác dục lạc vì ái dục cho nên tiếp tục sanh vào cõi dục giới. Ái dục ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho nên tiếp tục sanh vào cõi dục giới. Và cái ảo giác đó chính là cảm giác dục lạc. Nếu biết nó rõ nguồn gốc như vậy thì Đức Phật dạy hãy quan sát cảm giác dục lạc toàn thân. Cho nên trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thở vào, này các chư tỳ kheo thở vào, cảm giác toàn thân ta thở vào, thở ra cảm giác toàn thân ta thở ra. Cảm giác gì thì sư sẽ hướng dẫn quý vị từng đoạn một. Có thể là nóng lạnh, có thể là khó chịu, rồi có thể là sanh diệt từng đoạn từng cấp.
Nhưng mà nó chỉ là cảm giác dục lạc mà thôi. Và ngày hôm nay sư cũng tiếp tục nói lời Phật lại để cho quý vị biết tất cả những cái gì mà quý vị sung sướng khổ sở về cái ngã chẳng qua chỉ là cảm giác dục lạc, là cái vớ vẩn, là cái tạo ra. Khi chúng ta tạo ra rồi chúng ta ưa thích nó gọi là dục lạc, và chúng ta ái dục để rồi chúng ta sanh vào trong cõi dục giới để tiếp tục. Love something which is nothing. Form, feeling, perception, mental formation, cognitive resonance. It's not something in concrete. Nó không có cái gì mà gọi là sờ nắm được hết rồi. Cảm giác lúc vui lúc buồn, có ai đưa cảm giác vui buồn cho sinh xem nhé. Nhưng mà chúng ta làm đầy tớ cho nó. Chúng ta làm đầy tớ cho nó, cho nên chúng ta gọi là vô minh. Nếu chúng ta biết, chúng ta triệt tiêu cái này, nó là kẻ thù. Thế thì chỉ có một cách duy nhất, phải ngồi thiền, phải đi kinh hành, tập trung để mình nhận biết những cảm giác dục lạc ở đâu nó nảy sinh, ở nơi mắt, nơi tai, nơi da, nơi chân, nhấc chân lên, cử động toàn thân, nó cảm xúc như thế nào, phải nhận biết. Và trong đó nó phát sinh ra tham sân si. Trong một hơi thở, in one of your breath, it contains many elements, hot, cold, deep breath, strong, weak, everything. Trong một cái hơi thở, nó giữ bốn cái yếu tố trong đó, đất, nước, gió, lửa trong một hơi thở, chứ phải không? Nếu các bạn không hiểu, thì các bạn lại tiếp tục làm nô lệ cho cảm giác dục lạc, và tiếp tục lái xe. Rất đơn giản, không có gì khó đâu. Cho nên Đức Phật nói chỉ có một cách duy nhất, phải hành thiền. Hành thiền để hiểu chính mình, hiểu những cảm giác dục lạc từ đâu mà sinh ra. You have to meditate, meditation seriously. There's no other way, no choice. Các bạn phải hành thiền một cách thật thà, một cách nghiêm túc, để các bạn giải quyết cái cảm giác dục lạc này, không thể chạy trốn được, không có cách nào khác. Phật nói rất rõ, đây là only one way to achieve nibbana through the four contemplation of body, mind, the feeling and phenomena. Phật dạy rất rõ, chỉ có một con đường duy nhất là thiền để quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp, không có cách nào hết. Và khi hiểu được cái cảm giác dục lạc này nó là rỗng tích, thì tự nhiên các bạn hết vô minh giải thoát. The only when you understand, truly appreciate is a transcendental feeling which dictates your next life to be born in the dream or the form, the realm of desire. Only that one. You have no alternative. Các bạn chỉ có một cách duy nhất thôi, không có cách nào khác. Phải ngồi thiền. Các chư thánh hồi xưa cũng ngồi thiền. Nhờ ngồi thiền các ngài phát hiện ra những cảm xúc ở trên thân, và các ngài hiểu được, tự nhiên các ngài liễu ngộ hết vô minh, không còn tái sinh nữa. Ngày nào các bạn còn cảm giác dục lạc, thương hay ghét, thích thì chê, đều dính tới tham sân si, và đều xác định một cái giả tạo, tạo giác về cái ngã, và tiếp tục tái sinh vào cõi dục lạc. Cõi này cõi dục này, vì dục mà đến, vì tham muốn mà đến. Thương ghét đều là dục lạc hết. Thế thì now we understand our enemy is a sense of feeling, and the only one solution is a full contemplation of the feeling. And the Buddha teaches very clear: you have to meditate seriously, meditate to understand sense of feeling. Và Đức Phật dạy chỉ có một cách duy nhất, phải hành thiền miên mật để biết cách cảm giác ở nơi thân, cảm thọ nơi thân, thích ghét, thương nhớ, mất còn, đều là những cảm giác giả tạo. Và khi hiểu được nó thì mới chế ngự được, mới hết vô minh, mới có giải thoát, không có cách nào khác. I think that's enough for today.
suy nghĩ là cái đấy nó cũng vừa đủ để cho quý vị có cái sự suy nghĩ. Thêm nữa nó rối, thấy không? Mình trọng điểm là cái cảm giác dục lạc. Mà cảm giác dục lạc là cái giả tạo, chính mình tạo ra. Tại sao mình ưa cái đó? Tại mình ưa cái đó mình tạo ra thôi. Có ai một người ưa người ghét cũng cái vấn đề đấy, cũng cái miếng ớt. Một người thì thích, một người thì ghét. Đó, người thích ăn ớt thì nó thấy ớt nó thích, mà người không thích ăn ớt thì nó thấy nó ghét. Ớt dính nhiễu thì ta cái thương cái ghét. Mà nếu mình không hiểu được cái thương cái ghét là những cái giả tạo, cảm giác giả tạo ở trong thân của mình, thì mình cứ là nô lệ cho cái gì mình thích. Mình sướng quá, sư ơi con được thành công, con được đậu quốc tài, con sướng quá. Nó giả tạo lắm, cảm giác giả tạo, không có ý nghĩa gì nữa. Hay là con bồ con nó vừa mới đi lấy chồng rồi con buồn quá, sư ơi, toàn là giả tạo lắm. Tự mình tạo ra những cảm giác dục lạc mà mình làm đầy tớ cho nó. Tất cả những cảm giác dục lạc này đều đến và đi, đều sinh và diệt. Nếu mình hiểu được rất rõ, hằng ngày mình quán chiếu từ đầu tới chân, Đức Phật nói thở vào ta cảm giác toàn thân, thở ra ta cảm giác toàn thân, thở vào ta biết tham, thở ra ta biết sân, tất cả những cảm giác đó ta đều biết rất rõ, ta nhận biết thì mới thành tựu. Cho nên không phải ngồi thiền là cứ thở vào thở ra, mà phải nhận biết những cảm giác ở tinh thần của mình, nó nóng quá nó nổi sân. This is a poor selector. The best one for vocal cord and voice. Yes, yes, thank you. Khi chúng ta thấy rất rõ đó chỉ là những cái ảo giác, thì không lẽ chúng ta lại tiếp tục làm nô lệ cho những ảo giác của chúng ta? Nếu chúng ta tu tập miên mật, chúng ta nhận biết được. Ngày hôm nay nhận biết được 5 cái điểm ở trên mặt, ngày mai 20 điểm, ngày mốt 100. Thì hậu quả là gì? Trí tuệ phát sinh. Ở trong kinh Milenda, Đại Đức Nam Tiên ngồi thiền, nhà vua Milenda tới hỏi: ông đi tu, ông ngồi thiền như vậy để làm gì? Đại Đức Nam Tiên mới nên bạch muôn tâu bệ hạ: thế thì tại sao bây giờ thời này thời bình, không có chiến tranh, mà bệ hạ lại đi cử quân lính, rồi là lo tập quân lính, nuôi quân lính, để làm gì? Đâu có chiến tranh đâu. Đức Phật nói không, ta phải tuyển quân lính, ta phải nuôi quân lính, ta phải huấn luyện quân lính cho giỏi, để lỡ ngày mai có chiến tranh thì ta có lính thiện chiến nó đấy. Đợi tới lúc mà có chiến tranh thì lính ở đâu mà đánh? Ngài Nam Tiên mới nói: Cũng như thế muôn tâu bệ hạ, tôi đi tu là tôi đã chuẩn bị cho cái lính của tôi, để khi cái giặc mà cảm giác dục lạc này nè nó tới là tôi đủ sức tôi đánh nó, tôi biết nó mặt mũi của nó và tôi bắn chính xác. Còn đợi tới cái lúc mà nó tới tôi mới tập thì là tôi thua rồi. Quốc gia nào cũng vậy, người ta đều thu nhận lính, huấn luyện lính, nuôi lính và tuyển được lính giỏi để giữ đất nước. Đi tu và phải huấn tập để cho sáu căn của mình nó tinh nhuệ, nó không bị cảm giác dục lạc đánh lừa, và mình nhìn rất rõ, nhìn theo sự thật. Tai nghe rất rõ, nghe bằng chân lý, nghe bằng sự thật, thấy đó chỉ là cảm giác dục lạc. Nếu biết ngay đó là cảm giác dục lạc, đó là quân tu, thì tới cái lúc nó tấn công ta mới trị nó được. Chứ nếu ta không quân tu thì vô lượng kiếp ta tiếp tục tạo nghiệp, bởi vì chúng ta là nô lệ cho cảm giác dục lạc. We continue to be slavery for the sensual feeling because we continue to react and create the karma if we are not mentally train ourselves, discipline ourselves in meditation. We have to meditate, take meditation seriously to train your eyes, your ears, your nose, your feeling, your mental formation here, perception. You have to train it. Now you train a soldier to be a good soldier so that you can protect yourself.
các bạn phải huấn luyện, phải tập thiền, tập thiền một cách siêng năng để làm chi? Để tất cả các căn của các bạn nó được tinh nhuệ, để rồi cuối cùng khi đối diện với cảm giác dục lạc nó mới đối trị được, còn không có nó sẽ bị ô nhiễm ngay, nó bị ái nhiễm. Mà nếu nó bị ái nhiễm thì nó tiếp tục rơi vào ái dục, quay trở lại cái cõi dục lạc này, hết sướng tới khổ, hết khổ tới sướng, toàn là cảm giác. Now the question is it worth for you to come back here just because the feeling? Có đáng để cho các bạn phải tái sanh trở lại ở trong cái cõi này với một cái hình thức nào đó để chỉ vì làm nô lệ cho cảm giác dục lạc hay không? Các bạn có muốn quay trở lại đây mang thân chó thân mèo chỉ vì mình ưa thích thương ghét nóng lạnh buồn vui hay không? That's a question for you. You test yourself. Đấy là câu hỏi cho các bạn để rồi các bạn hành trì. If you have a desire to run away from this world, the world of suffering, this world of desire, bad desire, you better control your sense of feeling, understanding. Nếu các bạn muốn không muốn đầu thai vào trong cái cảnh giới dục lạc này nữa, cảnh giới đầy đau khổ này nữa, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con con, kiếp này mẹ mẹ con, kiếp sau vợ vợ chồng chồng, nó cứ đảo lộn như vậy hoài. Và nếu các bạn thấy rằng đó là sự nguy hiểm và các bạn muốn bỏ nó đi, thì các bạn phải nhìn thấy được cảm giác dục lạc, hiểu được nó. You have to appreciate the sensual feeling, understanding how to deal with that. And there is only one way, through meditation, nothing else. Only by serious meditation, continuously meditate, meditate, meditate. Chỉ có một cách duy nhất để các bạn giải quyết cái cảm giác dục lạc này là các bạn phải hành thiền, ngồi xuống, tự thành thật với mình và kiểm soát tất cả những cảm giác xảy ra trên thân của mình trong lúc mình ngồi. Đau, nhận biết nó đau, đau nó nổi sân, nhận biết sân vừa mới sân. Đứng dậy, hết sân, phải nhận biết liền, chứ không có nói đứng dậy là quên luôn, không thấy cái sân nó đâu mất cũng quên luôn. Như vậy không phải là người tu. Khi ta đang đau mà ta đứng dậy hết đau thì phải kiểm soát liền, của cái đau nó đâu, hồi nãy cái sân nó đâu, lúc mình ngồi đau quá có cái sân, bây giờ mình đứng dậy cái sân nó đâu, đó mới sinh ra tuệ. Vì mình kiểm soát được, mình biết được, nó mới sinh ra tuệ. Còn nếu mình không biết thì chẳng ích lợi gì hết. Cho nên á, cái niệm nó quan trọng lắm. Niệm là nghĩ nhớ, tức là luôn luôn nghĩ nhớ từng bước đi, từng cử chỉ, từng hơi thở, từng cái ăn, cái đứng, cái ngồi đều phải nghĩ nhớ. Biết chính xác là mình đang đứng, biết chính xác là mình đang ăn, biết chính xác là mình đang buồn, biết chính xác mình đang vui. Ngồi thiền, đau, rồi nghe chuông, đứng dậy, cái đau nó hết. Ngồi thiền, đau thì nó nổi sân, mà đứng dậy nó hết sân, cũng chẳng biết lúc nào nó đi. Như vậy đâu có tu. We are not mindful in our practice. Chúng ta không có cẩn thận trên cái vấn đề hành trì của chúng ta. Chúng ta đau, chúng ta biết đau, mà khi chúng ta đứng dậy cái đau nó mất, chúng ta phải nhận biết ngay cái đau nó mất. Nếu không nhận biết nó đi hồi nào rồi ta không biết thì coi như hỏng rồi, chẳng được ích lợi gì. When the suffer gone, the anger's finish, we have to understand when it terminated, when it finished. It's not just enjoy it because I stand up and I don't feel pain anymore. Đừng có nói rằng khi con đứng dậy con thấy hết đau rồi, mà cái đau nó đi lúc nào? Ngay cái lúc mình vừa mới đứng dậy, hay cái lúc mình vừa mới có cảm giác muốn đứng dậy, hay là có ý định muốn đứng dậy là cái đau đã mất. Pay attention to the last minutes in your meditation. Hãy chú ý vào những giây phút cuối của cái thời khóa thực hành thiền. Usually you conduct 1 hour or 50 minutes. In the last 5 minutes, I play the music, the chanting. How do you feel? Cái lúc 50 phút ngồi thiền, có 5 phút cuối cùng mà sư thường thường mở cái bài tụng, các bạn có cảm giác gì? Các bạn phải thấy được cái cảm giác đó. Ngồi tới phút 50 thấy đau quá, up to the 50 minutes, pain, pain, incredible pain, increasing pain, suffer, suffer, physical.
Ngồi tới 50 phút, đau quá, đau thân, đau tâm, khó chịu quá, muốn ngủ sân. Why master didn't put the music, didn't put the chanting? Sư ơi, sao ông nhấn cái bài đó lên? Con chờ tới 50 phút rồi, sao ông nhấn cái bài đó lên? Con chờ tới phút 50, nhấn cái bài đó lên là còn sung sướng quá. You are pain, you are acting under the pain, you feel pain. But as soon as I put the music, put the chanting, you feel relieved, you feel happy. Ngay cái khi mà sư vừa mới nhấn cái bài đó, tự nhiên cái đau nó đi đâu mất 50% rồi. Ồ, sướng quá, còn có 5 phút nữa thôi, 4 phút 5, 30 giây nữa là đúng cái bài đó là hết rồi. Sướng quá, cái đau tự nhiên nó giảm 50%. This sensual feeling is wrong. Cái đó là tà kiến. Mà nếu chúng ta không nhận diện được cái lúc nào nó đến, lúc nào nó đi, là chúng ta tiếp tục vô ích, ngồi thiền không biết làm gì hết, không có tuệ. Tuệ là phải biết tại sao ngồi đang đau, cái đau đang đi lên, rồi tự nhiên mở cái bài đó, ông sư mở cái bài đó, tự nhiên nó giảm xuống còn 50%. Cái đau thật không? It's not true, it's not the real pain, it's just a fake pain. It's the acting under delusion, sensual feeling. Các bạn đang hành xử trong một cái ảo giác, sống trong thế giới ảo. Thực sự nó không phải vậy. Cái đau nó vẫn là đau chứ, nhưng tại sao bây giờ mình không cảm thấy đau nữa? Là tại vì mình biết rồi, cái bài đó dính lên còn có 4 phút nữa thôi, hạnh phúc vô cùng, con bây giờ xong rồi. Mà khi bắt đầu hết cái bài đó rồi sao, ghẹo bỏ tiếng chuông, bèn cái dưới cái chân ra bóp, quả cái đau nó mất rồi. Quên nhận diện lúc nào nó đi, lúc nào nó đến, cái đau nó đến phải biết chứ, rồi lúc nào nó đi phải biết chứ. Sensual feeling, cái cảm giác dục lạc này nè, khó chịu hay dễ chịu, lúc nào nó đến, lúc nào nó đi phải biết. Nó là kẻ thù của ta. Nếu ta không biết thì ta làm đầy tớ cho nó suốt đời và vô dụng tiếp tiếp tục tái sinh. If you don't appreciate that, you continue to be slavery to your sensual feeling and you come back to this world again. You don't have wisdom. And if you don't have the wisdom, whatever you do in life is worthless. You break everything, you destroy everything. Nếu các bạn không có trí tuệ, tức là có cái minh, thì trong cuộc sống của các bạn đụng tới cái gì nó cũng bể, làm cái việc gì nó cũng hư. Tại vì khao khát một sự thành công trong cái ngã ảo tưởng, mà không kiểm soát được cảm giác dục lạc. Nó đến không biết, nó đi không biết, để làm sao mà thành công? Động cơ thì khép, xây nhà thì sập, tại vì không có cảnh giác. Làm ăn thì thất bại, đi học thì rớt. Tất cả do cái này, cảm giác dục lạc. Cho nên Đức Phật mới nói, therefore the Buddha said very clear, once you can master your own emotion or sense of feeling, you are the master. If not, you are slavery to your own feeling. Cho nên Đức Phật nói, kẻ nào làm chủ được các cảm xúc nội thân, kẻ ấy làm chủ cả vũ trụ. Kẻ nào không làm chủ được cảm xúc nội thân, cảm xúc dục lạc, kẻ ấy là đầy tớ cho tất cả. It's your choice. And the lesson is very simple. Meditate, seriously meditate. Và chỉ có một cách, thực hành thiền một cách nghiêm túc. Con ngồi đau, con biết nó đau. Con đứng dậy, nó hết đau lúc nào phải biết. Chứ không có đứng dậy thấy khỏe quá mà chẳng biết hết lúc nào thì cũng như không. Chẳng có huấn luyện gì hết, chẳng có tu cái gì hết. Phải hiểu trong cái hơi thở, lúc nào nóng, lúc nào lạnh, lúc nào thô, lúc nào tế, lúc nào dài, lúc nào ngắn. You have to appreciate and follow the instruction to contemplate on your breathing in, breathing out, long, short, hot, cold, strong, weak. You have to appreciate that. Các bạn phải chú ý hơi thở dài, biết nó dài, hơi thở ngắn, biết nó ngắn. Nó dài nó ngắn mà không biết lúc nào nó dài nó ngắn thì coi như chẳng có tu cái gì hết, ngồi cho êm mông.
nó không phát sinh. Tại vì không biết được cái cảm giác dục lạc này. It's the enemy. Cảm giác dục lạc nó đến nó đi, nó định nó tột đồ của mình, cái tài sản quý giá của mình mà mình không biết. Rất đơn giản. Ok, any question? Do nên phải ngồi thiền để hiểu được cảm giác. Và hồi xưa các thánh tăng cũng chỉ con đường đó thôi. Đức Phật cũng bằng con đường đó, không có cách nào khác hết. Đức Phật cũng không có mà đi làm từ thiện, hay Đức Phật cũng không có đi xây chùa. Toàn người ta xây, người ta cũng dùng cho Đức Phật, mà Đức Phật còn không nhận. Đừng sợ rằng mình không có điều kiện để tu. Trong đời Đức Phật, thời gian Đức Phật còn tại thế, có 5-6 ngàn người đi theo Đức Phật, người thường đó, tăng đoàn 20 ngàn theo. Rồi đó, người ta hỏi chứ gạo đâu mà nuôi những người này. Đức Phật nói hãy chờ xem. Quả thiệt chư thiên nó sai người ta tới cúng dường, ăn hoài không hết, đầy đủ hết. Mình không có tu đàng hoàng thôi. Mình tu đàng hoàng thì đừng có sợ là chư thiên còn tới cúng dường. Ngài Ca Diếp sẽ ôm mình bắt đi khất thực, chư thiên bay trên trời xuống cúng dường. Mà phải giả làm cái bà già gù lưng xấu xí để mà cúng dường, gạt Ngài Ca Diếp để mà cúng dường. Cho nên đừng sợ là ta còn ta mất, tại vì đó đều là ảo giác. Nguyện cho tôi thoát khỏi được mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chư tăng. Sa di nam và nữ cư sĩ ở nơi đây thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này, hộ trì ở nơi trú ngự này, hộ trì ở khu vực này, các chư thiên hộ trì thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm nhìn thân tâm được an lạc. Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, tất cả chúng sanh ở trong không gian được thoát khỏi phiền não và thù hận, tránh được đau đớn và hiểm nguy.